Và hôm nay Bộ Chính trị cho ý kiến cũng rất là tâm huyết, thẳng thắn, với một cái mong muốn là Nghệ An vươn lên mạnh hơn nữa, giàu hơn nữa, nhân dân có cuộc sống ấm no tốt hơn, và Nghệ An xứng đáng với một cái vị trí hết sức quan trọng của mình ở miền Trung. Thì đấy là ý thứ nhất, tôi xin nói gọn lại như thế thôi. Ý rất là tập trung rồi, các đồng chí đều đánh giá này. Cái thứ hai là trong thời gian vừa qua, nhất là 5 năm gần đây, thì Nghệ An đã có nhiều cố gắng, nỗ lực, phấn đấu vươn lên với tinh thần là không cam chịu. Cái này thể hiện rõ lắm, quyết tâm lớn. Và đã đạt được nhiều cái thành tích khá toàn diện trên các lĩnh vực. Trong báo cáo nói hết rồi, các cơ quan nói, Thủ tướng cũng đã khái quát rồi, tôi không nhắc lại. Đặc biệt là kinh tế tăng trưởng khá nhanh, hơn 8% là vào loại cao rồi đấy chứ, so với cả nước bình quân rồi. Một cái điểm rất quan trọng là cái văn hóa xã hội cũng được quan tâm, quốc phòng an ninh được giữ vững, mặc dù đây là cái địa bàn rất trọng điểm về trọng điểm chiến lược về quốc phòng an ninh cả đối với phía Tây và phía Đông, mà là cái khúc giữa của đất nước này này, rất là quan trọng. Công tác xây dựng đảng, hệ thống chính trị có nhiều cái tiến bộ hơn trước, nhất là vấn đề đoàn kết nội bộ và những cái phong trào mà xây dựng nông thôn mới, rồi xây dựng cái đô thị văn minh, vân vân, huyện nghèo mà thoát ra khỏi những nghèo là cũng là đạt được kết quả rất là rõ. Ấn tượng nhất là kinh tế biển cũng phát triển, và đặc biệt là khu vực miền Tây. Thì chúng ta đều biết Nghệ An là vùng đất rộng lớn, vùng đất lịch sử địa linh nhân kiệt, là quê hương của Chủ tịch Hồ Chí Minh và nhiều lãnh tụ xuất sắc khác của Đảng và Nhà nước từ xưa, chứ mà chỉ có trong thời hiện đại này đâu. Có một truyền thống rất là hiếm có đấy. Rồi có một cái truyền thống lịch sử, văn hóa và cách mạng. Địa bàn thì có nhiều lợi thế để phát triển. Như trên nói là đất đai là tài nguyên, có biển, có rừng, cũng chưa khai thác hết được. Và cái lịch sử phát triển của Nghệ An, cái sự nghiệp cách mạng vừa qua cũng đã có nhiều đóng góp cho đất nước. Nên gọi là có cái truyền thống đấy. Dân số hơn 3 triệu người, mà con người Nghệ An ta biết rồi, rất cần cù, thông minh, chịu khó, nhất là ý chí vươn lên mãnh liệt lắm. Nghệ An Xô Viết vẫn là Nghệ An. Cái câu ấy sâu sắc lắm đấy chứ, lúc đầu nói người ta cứ cười tưởng là nghe đó. Nghệ An dù là thời kỳ nào thì phải luôn luôn nghĩ mình là trời đất như thế đấy. Với như thế cho nên là bây giờ phải có khát vọng vươn lên mạnh hơn nữa, chỉ đạo quyết liệt hơn nữa, phát huy những cái truyền thống và cái thành tựu đã có của thời gian qua, tìm mọi cách khắc phục bằng được những cái khó khăn, những cái vướng mắc, những cái trở ngại, những cái yếu kém của mình, và phải là một trong những tỉnh đi đầu, ở top đầu của cả nước. Bây giờ cũng là mức khá khá rồi, phải không? Nhưng mà top đầu được thì tốt. Với cái phân tích ở bên trên thì quá là say sưa, là quá mức so với cái mong muốn không? Nhưng phải có khát vọng ấy. Mà tôi nghĩ dân Nghệ An cách mạng lắm. Con người Nghệ An tiếp xúc rất là thẳng thắn, tâm huyết, chân thành và chất lượng. Đây là cái nguồn lực rất lớn. Thì đấy là cái mong muốn chung là như thế. Muốn như thế thì phải có cách làm. Có nhân lực, có trí tuệ, có cách làm.
thì nên chăng là bây giờ phải có một cái quy hoạch tổng thể thì có rồi, đúng không? Quy hoạch dài hạn, rồi quy hoạch 10 năm, rồi kế hoạch 5 năm. Rồi trên cái tổng thể như thế thì phải biết chọn mũi đột phá, chọn bước đi, chọn cách làm, huy động nguồn nhân lực, đừng ham một lúc đưa ra quá nhiều mà không làm được, đến lúc lại kiểm điểm nó không đạt yêu cầu. Tôi hay nói là phải biết lựa chọn cái mũi nhọn để mình, nhưng mà trên một cái nền là có một quy hoạch, cái tầm nhìn rất dài hạn. Thì tí tôi sẽ nói cái kết luận ở bên dưới thì nên chăng là theo cái cách như thế. Thì từ đó nó liên quan đến thứ tư là về các kiến nghị của các đồng chí. Trong này các đồng chí cũng đã rất là khiêm tốn và đã lựa chọn ở đây, chứ không phải là ham đề ra rất nhiều đâu. Đi địa phương thì phần đông là nơi nào tranh thủ khi có lãnh đạo về cũng đề nghị rất nhiều là kiến nghị, hoặc là đi làm việc cũng thế. Thế giờ trên về mà không nắm chắc thì cứ hướng là thế kia, lại không ai kia không làm được, nó mất uy tín cả đôi bên. Cho nên là kiến nghị những cái gì nó thật xác đáng và thật chọn lọc. Trên cái nền như tôi vừa nói bên trên là có quy hoạch tổng thể, có kế hoạch chọn bước đi, cái gì làm trước, cái gì làm sau, rồi lúc bấy giờ ta tính. Cái quan trọng là nguồn lực thôi. Tôi cứ hay nói vui khi đi địa phương mà tiền ít nhưng cứ muốn thịt nhiều. Đó. Đề ra quá nhiều đến lúc không làm được là kiểm điểm nhau. Mà vấn đề đầu tiên là tiền đâu? Đầu tiên là tiền đâu, còn cứ vẽ ra cho rất nhiều. Thủ tướng kêu gọi dự án đầu tư nhiều vào nhưng mà tiền đâu phải cho chúng em. Thì nó mới không biết, nó khả thi, nó mới hiện thực. Thế cho nên là từ cái chỗ đó thì nên có những cái dự án nào chọn trước, làm sao là thế này. Thì lúc nãy giải lao trao đổi với anh Vinh cái chỗ này đúng không? Chọn một vài cái, năm nay làm cái gì, sang năm làm cái gì, tùy vào cái khả năng của ta cho nó hiện thực. Làm được cái mai kia phấn khởi, đề ra nhiều không làm được nó đâm lại tâm trạng là bi quan chán nản, nó nhiều tác hại lắm, mà mình lại mang tiếng nó không đạt yêu cầu. Cho nên là nên chăng là các kiến nghị cũng chọn những cái như thế. Trên này nó có mấy cái thì nhặt ra rồi đề nghị, nhưng mà tinh thần chung là Bộ Chính trị rất ủng hộ các đồng chí. Đây, những cái này là đều chính đáng cả, xác đáng cả. Chỉ có điều tức là phải cân đối cái nguồn lực và cái khả năng cho phép mình rồi thì nó tốt hơn. Thế còn thông báo kết luận hay là ra kết luận hay là ra nghị quyết thì đến năm nào? Thì tôi đề nghị thế này, vì cái nghị quyết của chúng ta đây cũng mới là 2013. Đây là sơ kết 5 năm. 5 năm thì tuy là dài thật đấy nhưng mà cũng trôi nhanh lắm. Nếu bây giờ ta ra một cái kết luận mà lại cho nó ngắn hạn hay là cho dài quá thì lại cũng khó. Nên chăng là hôm nay 5 năm thì xin Bộ Chính trị cho ra cái thông báo kết luận, điểm lại những việc đã làm được, bám sát vào nghị quyết đi, chứ đừng nói chung chung. Còn những việc gì chưa làm được thì đề ra cái chủ trương sắp tới là trước mắt tiếp tục thực hiện nghị quyết 26.